Có một sự kiện vừa là niềm vui bất ngờ, vừa là một cái áp lực và sự lo lắng không hề nhỏ đối với những bà mẹ đang cho con bú. Đó chính là tự nhiên lại mang thai. Hầu hết các trường hợp mang thai khi đang cho con bú đều là do vỡ kế hoạch. Tuy nhiên là nếu như là không có lý do gì nó quá đặc biệt thì không bà mẹ nào muốn bỏ cái thai đó đi cả. Nhưng làm sao để có thể mang thai một cách an toàn mà lại vẫn nuôi cái em bé đang bú mẹ đó được nó ổn, nó khỏe mạnh, nó tăng cân, nó vui vẻ, nó hạnh phúc, thì là những cái câu hỏi mà các bà mẹ thường xuyên đặt ra cho bác sĩ Đăng. Và trong video hôm nay, bác sĩ Đăng sẽ giải thích cho mẹ để có thể yên tâm trong trường hợp này. Câu hỏi các mẹ quan tâm nhất đó là có thể cho con bú trong giai đoạn mang thai được không? Thì đầu tiên đó là cơ thể mẹ vẫn tiếp tục tiết ra sữa mặc dù là đang mang thai. Nên là cái vấn đề là sữa có hay không thì câu trả lời là có sữa. Thứ hai á, đó là để mà tiết ra sữa thì cơ thể mẹ sẽ phải tiết ra một cái hormone gọi là oxytocin. Và hormone này nó có kích thích co bóp tử cung. Và nhiều người đã lo lắng rằng cái việc co bóp tử cung này có thể gây nguy hiểm cho thai nhi. Tuy nhiên là chưa có bất kỳ một cái bằng chứng nào chứng minh cho cái việc là mẹ cho con bú mà lại gây nguy hiểm cho em bé trong bụng do cái việc tăng co bóp tử cung cả. Nhưng mà có một số trường hợp là mẹ cần phải lưu ý và cân nhắc là phải cai sữa cho em bé lớn. Thứ nhất đó là trường hợp mẹ mang thai đôi. Thứ hai đó là thai kỳ lần trước có những cái vấn đề ví dụ như là sinh non, ví dụ như là sảy thai vân vân, thì mẹ phải vô cùng cân nhắc, phải cực kỳ nghiêm túc trong cái việc là cai sữa cho em bé lớn để dồn sức cho bé nhỏ, bởi vì trong những trường hợp này thì cho bé lớn bú là một cái sự mạo hiểm. Một số lưu ý cho mẹ khi đang cho con bú khi đang mang thai. Thứ nhất đó là về chế độ dinh dưỡng là mẹ phải vô cùng tập trung, bởi vì sao? Vì vừa phải cho con bú, vừa phải nuôi cái thai trong bụng nên mẹ sẽ phải rất cẩn thận, rất tập trung vào cái vấn đề ăn uống. Không phải là ăn quá nhiều mà phải ăn đủ chất, nghỉ ngơi, tâm lý mọi thứ nó phải rất là ok. Và cả gia đình sẽ phải tham gia vào. Chứ còn riêng mình mẹ thì chắc chắn là sẽ không thể mà vượt qua cái giai đoạn khó khăn này được. Thứ hai đó là tầm khoảng tháng thứ năm á là mẹ bắt đầu tiết ra sữa non và em bé lớn nó hoàn toàn có thể bú cái sữa non đó, nó rất là tốt. Tuy nhiên nó có bú hay không là việc khác, bởi vì nó sẽ làm thay đổi cái mùi vị, cái độ đặc, cái những cái cảm quan của em bé về cái sữa mẹ. Nếu như mà em bé tự cai, có nghĩa là thôi chả thích cái đó nữa, thì ok cho em bé bú sữa ngoài và mẹ có thể yên tâm rằng là con không bị buồn, con không bị thiệt thòi. Còn nếu như mà bé vẫn tiếp tục bú cũng không sao cả, vẫn cứ cho bé bú bình thường cho đến khi bé sau ra đời và cả hai bé cùng bú một lúc, vậy thì mẹ sẽ lo rằng cái lượng sữa liệu có đủ hay không. Thì nếu như mẹ ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi đầy đủ, có những cái chế độ tốt cho cái việc massage hay là uống thêm những cái loại vitamin thì cái lượng sữa mẹ sẽ đủ cho cả hai bé. Và có một cái ưu điểm đó là mẹ sẽ rất ít khi gặp cái tình trạng tắc tia sữa, bởi vì sao? Bị bé lớn nó hút bú rất là nhiều, còn cái ban đầu bé nhỏ bú ít thì không có vấn đề gì hết. Khi mà bé nhỏ bú nhiều thì cái thời điểm đó bé lớn cũng đã tương đối lớn rồi và hoàn toàn đã có thể cai sữa để dành cái dinh dưỡng cho bé em. Thêm một số lưu ý nữa dành cho các bà mẹ. Thứ nhất đó là nếu như mà bị nghén thì thực sự cảm giác này nó sẽ rất là tồi tệ, bởi vì sao? Bởi vì nghén khi cho con bú thì cái ăn uống sẽ khó khăn và bé lớn sẽ là cái bé chịu thiệt thòi. Thành ra là nên lưu ý về cái việc là nghỉ ngơi, ăn uống làm sao cho nó hài hòa dễ chịu, chú ý uống nhiều nước, đấy, ăn có thể giãn làm nhiều bữa. Và nếu như mà ở tình trạng ốm nghén nó nặng nề thì có thể tham khảo ý kiến bác sĩ để bổ sung thêm một số những cái dược phẩm hoặc thực phẩm chức năng để giúp cho mẹ cải thiện cái tình trạng nghén. Bởi vì nghén thì nó sẽ thiệt thòi cho bé lớn là chính, chứ còn bé nhỏ thì cái thời điểm nghén thì cũng chưa cần quá nhiều dinh dưỡng. Thứ hai là nếu như thực sự có ý định là cai sữa cho bé lớn thì cái việc cai sữa nên tiến hành một thời gian trước khi mà bé nhỏ được sinh ra, bởi vì khi mà bé nhỏ được sinh ra thì mới cai sữa cho bé lớn thì bé lớn sẽ có cái cảm giác bị thiệt thòi, bị bỏ rơi
thì nó sẽ rất là tủi thân, bởi vì nó nghĩ là nó bị cho ra rìa khi mà em ra đời. Trước đây thì vẫn được bố mẹ, tự nhiên em ra đời thì bị dứt ra khỏi bố mẹ. Cái điều đó nó có thể gây ra những cái tổn thương về mặt tâm lý không đáng có cho bé lớn. Thứ ba, đó là vào cái thời điểm mà những cái tuần cuối trước khi sinh, thì tốt nhất là mẹ nên tham khảo ý kiến của bác sĩ để có thể quyết định là xem cái việc là có duy trì cho bé lớn bú trong thời gian đó hay không. Bởi vì cái thời gian này thì những cái cơn co bóp tử cung nó có thể nó đã xuất hiện đấy, và những cái việc mà cho bé bú vào thời điểm này thì có thể nó tương đối nhạy cảm, nên tốt nhất là cần phải có sự tư vấn của các bác sĩ chuyên khoa sản. Cảm ơn bạn đã theo dõi video của bác sĩ Đăng. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào thì hãy comment bên dưới, bác sĩ Đăng sẽ trả lời. Nếu như thấy video này thực sự hữu ích thì đừng ngại chia sẻ nó cho người thân bạn bè cùng được biết. Và đừng quên subscribe kênh của bác sĩ Đăng, bấm vào nút hình quả chuông để khi bác sĩ Đăng có video mới thì bạn sẽ nhận được sớm nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.